đóng thùng con sao đóng thùng. Ok. Năm. Bộ lì đó luôn đó. Bộ lì đó luôn. Bạn hết món nó kiếm này nha. Hết hàng rồi. Nó cho nhập cũng 2-3 lúc này dịch mình không nhập được. Nhập không được. Tới không anh? Rồi. Đó. Hời gì đó, hời gì đó. Làm đi. Rồi chạy móc đi anh Lâm ơi. Bây giờ mình tính sao đây? Gã nó xuống luôn đi. Ừ. Ừ. Nhưng mà anh phải kiếm gì anh chịu này nè. Chịu này trước lấy tay cầm để vô đây Lâm. Thế để vô đây nè. Chịu đây trước đi. Ha. Thế xe chịu đây trước đi. Chơi chút nào. Hư vô thắng. Tới nữa. Rồi đúng rồi tới đây. Rồi ok. Này đặt phát điện luôn ha.